Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Hôm nay thì chúng tôi quay trở lại với việc chúng tôi sẽ giới thiệu tới anh em hai chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Rolex. Và hai chiếc đồng hồ này thì có một chiếc đồng hồ đã có tuổi đời khoảng hơn 30 năm và một chiếc đồng hồ đã có tuổi đời hơn 40 năm. Tuy nhiên là hai chiếc đồng hồ nhìn trông hoàn toàn không hề lỗi thời một chút nào cả. Hai chiếc đồng hồ mà chúng tôi đang sở hữu và muốn giới thiệu tới anh em, một chiếc đồng hồ là trong bộ sưu tập Day Date của Rolex và một chiếc đồng hồ là thuộc bộ sưu tập Did Just Lady. Hai bộ sưu tập này hiện tại bây giờ vẫn được Rolex tiếp tục sản xuất, tuy nhiên là mẫu mã cũng như là các model thì có cải tiến cũng như là có thay đổi một chút về ngoại hình cũng như là những cái phiên bản mà số đặc biệt hơn. Tuy nhiên là nếu như chúng ta nhìn một cái quá trình trải dài lịch sử phát triển của Day Date hay là Did Just thì chúng ta sẽ thấy là những cái DNA của bộ sưu tập hoàn toàn vẫn được giữ từ đầu line sản phẩm đến tận bây giờ. Hai chiếc đồng hồ mà chúng tôi sẽ đánh giá trong ngày hôm nay đó là một chiếc đồng hồ Rolex Day Date mang mã hiệu là 18078 với mặt số gỗ có tuổi đời khoảng tầm hơn 40 năm và một chiếc Rolex Day Date Lady size 26 69178 với mặt số rất là đặc biệt, mặt số đá mắt hổ có tuổi đời khoảng 30 năm. Và như video trước đây của Gia Bảo Luxury đã review, đó là chiếc đồng hồ Rolex model mới nhất của Day Date mang mã hiệu 28235 với mặt số thạch anh sắt quartz sequoia. Thì đấy là một mặt số đặc biệt được làm từ đá thạch anh. Và với những mặt số đặc biệt này thì chúng ta sẽ thấy được ưu điểm đó là gì. Ưu điểm của những phiên bản mặt số đặc biệt ấy, đó chính là độc bản. Bởi vì làm sao? Bởi vì những cái đường vân của mặt số là nó sẽ không giống nhau. Khó nhìn nhất đấy là cái mặt hàm trai thôi, hay gọi là mặt ốc ấy, thì chúng ta khó nhìn được sự khác nhau. Nhưng những mặt số khác, ví dụ như là mặt đá thiên thạch, đá cẩm thạch, malachite, xong rồi sang mặt gỗ, chúng ta phân biệt nó rất là dễ dàng. Đó là ưu điểm của những mặt số đặc biệt. Đầu tháng 7 vừa rồi thì chúng ta hãy nhìn lại một chiếc đồng hồ cũng được Gia Bảo Luxury đưa về, đó chính là chiếc đồng hồ 18038 Day Date có tuổi đời khoảng hơn 40 năm với mặt số đặc biệt là mặt số gỗ, gỗ nu với cái vân mặt số rất là đẹp. Và chiếc đồng hồ đấy thì như anh em đã biết rồi thì hiện tại thuộc sở hữu của một ca sĩ khá là có tiếng. Và chiếc đồng hồ ngày hôm nay của chúng tôi đánh giá là một chiếc khác ở đâu? 18038 và 18078 khác nhau như thế nào? Cái phiên bản trước đây mà thuộc sở hữu của chàng ca sĩ nổi tiếng đó thì có mã hiệu là 18038. Và cái phiên bản ngày hôm nay chúng tôi đánh giá đó chính là có mã hiệu là 18078. Thì hai phiên bản này thì có gì khác nhau và giống nhau? Thì hai phiên bản này thì đều được sản xuất trong khoảng những năm 80 đến 90 của thế kỷ trước. Tuy nhiên là hai chiếc đồng hồ này khác nhau một ký tự ở trong mã, đó là 38 và 78. Thì 78 nó là thể hiện cho cái vành bezel cũng như là phần mắt dây được hoàn thiện, một cái độ hoàn thiện khác với những phiên bản 38 thì có thể là chúng ta sẽ thấy được là đánh bóng này, vành khía fluted bezel. Còn với phiên bản 78 này thì chúng ta sẽ thấy cái độ hoàn thiện hoàn toàn khác là back finish. Cái back finish này nó là hoàn thiện sớ cây hay là vỏ cây đó. Đó, đúng như tên gọi thì chúng ta sẽ thấy được là, thì mời quý vị và anh em theo dõi ở trong video này. Đó, chúng ta có thể thấy được cái vành bezel của chiếc đồng hồ được làm hoàn thiện, nó theo dáng sớ cây này. Phần dây mắt nối giữa của chiếc đồng hồ cũng vậy, làm những cái nó giống như đúng như là cái vỏ cây của những cái cây hàng trăm tuổi sần sùi. Và tôi rất là thích phiên bản sớ cây, cái độ hoàn thiện sớ cây này với cái mặt số đặc biệt là mặt số gỗ, nó sẽ tông xung tông với nhau và nó tạo ra một phiên bản rất là hoàn hảo. Đó là về lớp vỏ của chiếc đồng hồ này. Còn về mặt số thì sao? Mặt số thì như tôi đã đề cập, nó là mặt số gỗ. Và mặt số gỗ hiện tại bây giờ thì Rolex chưa tái sản xuất. Và đây là một trong số những cái phiên bản khá là hiếm và khá là khó tìm trên thị trường hiện nay. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là như tôi đã thấy, có những cái phiên bản mà mặc dù là 18078 nhưng mà họ lại sử dụng cái vành bezel là vành khía. Có nghĩa là sao? Nghĩa là nó không đồng bộ, nó không đồng nhất và nó bị sai. Đó. Và 18078 thì sẽ có cái vành phải là như thế này, phải là cái vành bezel nó khía như cái dạng sớ cây.
Đó. Với những chiếc đồng hồ vintage thì cái việc lựa chọn cái nơi mua rất quan trọng. Và chúng tôi cũng vậy, chúng tôi phải lựa chọn những nhà đấu giá lâu đời, có kinh nghiệm. Ví dụ như là Philips, bây giờ là số 1 về đồng hồ vintage. Tiếp đến là Antique Room, đó, chuyên đấu giá đồng hồ. Đó là những nhà đấu giá uy tín và có kinh nghiệm, cũng như là đã có rất nhiều giao dịch về đồng hồ, cũng như là đồng hồ hiện đại hay là đồng hồ vintage. Sau đây chúng ta chuyển sang chiếc đồng hồ nữ 69178. Thì 69178 đây là một chiếc đồng hồ vintage, nhưng nó có lớp vỏ cũng là hoàn toàn từ vàng. Và nhiều người sẽ nhầm lẫn những chiếc vintage này với những chiếc day date của nam. Tuy nhiên là vintage vỏ vàng thì chúng ta cũng sẽ thấy được là trên những chiếc đồng hồ nam size 36, cũng như là những chiếc vintage vỏ vàng của nữ size 26. Và chiếc đồng hồ mà hôm nay chúng tôi đang đánh giá ở đây, đó chính là chiếc đồng hồ vintage của nữ size 26mm. Thì trong chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ thấy được là cái điểm mà tôi muốn đề cập, đó chính là cái hộp phụ kiện của chiếc đồng hồ này. Nhìn cái hộp và những phụ kiện đi kèm chiếc đồng hồ này thì rất là đẹp và nhìn nó rất là đặc biệt. Nó khác hẳn với những cái phiên bản hiện tại bây giờ được sản xuất là những cái hộp màu xanh. Với phiên bản 69178 của nữ này thì cái điểm mà tôi muốn đề cập nhiều nhất ở trong video đó chính là cái mặt số. Mặt số của chiếc đồng hồ này, như tôi nói ở đầu video rồi, đó là một mặt số đặc biệt được làm từ đá mắt hổ. Tìm hiểu một chút thông tin về đá mắt hổ thì đá mắt hổ là một loại đá thuộc nhóm đá Thạch Anh, quartz stone. Thì đá mắt hổ thì chúng ta sẽ thấy được những cái đường vân có màu sắc chuyển từ vàng tới nâu. Tuy nhiên là nếu nhìn qua thì chúng ta sẽ thấy được những cái đường vân ngang là chủ đạo thôi. Tuy nhiên nếu như mà về cảm nhận của tôi nhé, để tận hưởng cái vẻ đẹp của cái đá mắt hổ này thì chúng ta phải nhìn kỹ, thậm chí là nhìn bằng lúp hay là ra ngoài nắng thì chúng ta sẽ thấy được những cái đường xước dọc rất là mịn như cái lông mèo. Tôi nghĩ là nó làm cho cái tổng thể của cái mặt đá này nó tăng thêm cái vẻ ma mị, cũng như là nhìn trông mặt đá này nó sâu hơn. Đó, ngoài những cái đường vân lớn, vân ngang lớn ấy, thì chúng ta cần nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy những cái đường vân dọc. Đó, đấy là một cái vẻ đẹp rất là cuốn hút cho cái mặt số đá mắt hổ này. Thì với phiên bản nữ này thì chúng ta sẽ thấy không có cọc số, và chúng ta chỉ có kim giờ, kim phút, kim giây với một cái logo vương miện góc 12 giờ để tôn lên cái vẻ đẹp của mặt số. Đó là một điểm rất là khác biệt với những phiên bản Rolex Datejust của nữ thông thường mà chúng ta thường xuyên thấy hiện nay. Đó, và đây cũng là cuối video này rồi, thì tôi có một cái cảm nhận như thế này về hai chiếc đồng hồ. Thì hai chiếc đồng hồ này tại sao chúng tôi muốn mua và sở hữu nó, bởi vì là hai chiếc đồng hồ này nó phản ánh đúng với cái tên gọi của thương hiệu chúng tôi, đó chính là Gia Bảo. Bởi vì là sau 40 năm thì những chiếc đồng hồ này vẫn được trân trọng, vẫn được chủ cũ rất là trân trọng, và chúng tôi mong muốn là với những khách hàng kế tiếp của Gia Bảo thì cũng sẽ trân trọng những chiếc đồng hồ này và có thể là truyền lại cho những thế hệ tiếp nối. Quý vị có suy nghĩ như thế nào về hai chiếc đồng hồ Rolex với mặt số gỗ và mặt số đá mắt hổ này thì chúng ta cùng comment ở phía dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và anh em trong những video tiếp theo.